Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp claim 1.300.000 tốc cần đát này các bạn, chạy trên nền tảng của Binance Smart Chain các bạn. Thì theo thông tin của dự án này khá là tiềm năng các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt chút collect này nè. Bạn chọn vào mục đát này. Rồi các bạn dán vào các bạn. Dự án này khá là tiềm năng các bạn. Dự án này trước kia nó có hình như là nó có testnet đó các bạn. Rồi các bạn chọn mạng BNB Smart Chain trên đây các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim này drop. Các bạn bấm kết nối nè. Rồi các bạn sẽ tốn một chút phí ra là khoảng 0.00056 BNB các bạn. Bạn bấm chấp thuận. Đây thì nó trong chương trình bán hàng free sale đó các bạn. Các bạn mua BNB là 0.01 BNB và MAT là 1 BNB các bạn. Minimum là 0.01. Đây thì các bạn gì copy cái link BNB Bet20 của mình, các bạn dán vào đây, các bạn copy cái link ghép ngay đó các bạn. Rồi để mình qua bên YouTube Collect mình coi nó đã về chưa ngay đó các bạn. Sao chép nè. Qua bên CCan. Dán vào các bạn. Ok, mình đã về được 1.300 token DAT nè các bạn, ZX nè. Thì con này tổng cung cũng rất là thấp nè các bạn. Có 500 triệu token nè. Khá là ngon các bạn, 1.900 holder nè. Dự án này khá là ngon nè các bạn. Rồi các bạn copy cũng chắc nè các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè. Các bạn dán vào đây nè. Ơi sorry các bạn, mình copy lộn các bạn. À đúng rồi chứ. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn mở ra nè. Ok, tất cả các bạn sẽ nhận được 1.300 token DAT nha các bạn. Ok, như vậy video mình đã cho các bạn claim 1.300 token DAT đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo.